Lúc như sao nút đèn này, bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Muốn thích màu gì thì cứ bấm hoài tới nút đèn này. Nút nguồn bấm đầu tiên thì máy sẽ phun, chừng nào cạn nước cho máy nó ngắt. Còn cái nút nút giữa này là nút phun lớn nhỏ. Bấm bấm nút này nó sáng là nó kêu 2 tiếng beep, là nó phun lớn hơn tí. Còn nút 6 giờ thì bấm 6 giờ thì nó phun đúng 6 tiếng. Ví dụ như em bấm này là 9 tiếng. Ví dụ như em chế có chút xíu nước đi mà nó phun khoảng 5 tiếng nó hết nước đi. Tự động ngắt. Ưu tiên hết nước tự động ngắt. Dạ. Đó bây giờ một cái điện thoại mà kết nối được hai cái loa, bây giờ có thể mở nhạc thử hai cái loa nó hát không? Giờ chưa quên cách sử dụng chiếu máy, em có dán trang YouTube cả cảnh sớm hoặc sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. Khi mà chị ghim điện vô đó, chị nghe kêu tăng 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 là chị có thể sử dụng lo được rồi đó. Rồi em kết nối YouTube cho chị nha. Rồi đầu tiên em sẽ test chế độ hết nước tự ngắt cho chị trước. Đây, nếu mà hết nước mình sử dụng đèn được. Nhưng mà mình bấm cho máy phun là máy sẽ tự ngắt. Tức là cho dù chị hẹn chế độ nào đi chăng nữa, hết nước nó cũng ngắt. Rồi này em sẽ hướng dẫn cho chị cách sử dụng máy trước, còn lo em sẽ hướng dẫn sau. Rồi máy thì mình chế, trong máy nó sẽ có cái vạch mắt này, mình chế từ vạch mắt này đổ xuống. Nếu mà chế nước càng nhiều máy phun càng càng nhẹ, chế nước càng ít máy phun càng mạnh. Trung bình nếu mà 100ml á thì mình ví dụ một cốc nước đó mình nhỏ khoảng 5 đến 10 giọt tinh dầu. Nhà còn mình chế bao nhiêu thì mình cứ nhỏ tùy theo cái phòng mình lớn nhỏ và mình sẽ liều lượng. Cái mùi nhẹ mình nặng ha. Yeah. Rồi, này em chế ít nước em test máy. Chế ít thì nó sẽ phun mạnh đó. Đây đó. Chị nhớ chế nước trước, chế tinh dầu sau chứ đừng có chế tinh dầu trước, chế nước sau. Rồi. Cái máy nó có sẽ cắt nút như sao, nút đèn này bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Muốn thích màu gì thì cứ bấm hoài tới nút đèn này. Nút nguồn bấm đầu tiên thì máy sẽ phun, chừng nào cạn nước cho máy nó ngắt. Còn cái nút nút giữa này là nút phun lớn nhỏ. Bấm nút này nó sáng là nó kêu 2 tiếng beep, là nó phun lớn hơn tí. Còn nút 6 giờ thì bấm 6 giờ thì nó phun đúng 6 tiếng. Ví dụ như em bấm này là 9 tiếng. Ví dụ như em chế có chút xíu nước đi mà nó phun khoảng 5 tiếng nó hết nước đi. Tự động ngắt. Ưu tiên hết nước tự động ngắt. Thì cái nào tới trước là nó lấy cái đó. Dạ. Rồi. Cái máy này muốn tắt thì bấm giữ nút nguồn 2 giây. Bấm nút nguồn là phun. Đèn tự đổi màu là bấm nút đèn. Thích màu gì bấm hoài tới nút đèn này. Mình thích màu còn gì. Còn mình bấm phun bình thường mình chỉ cần mở nguồn lên là bấm phun thôi. Đúng. Là tự động nó phun. Dạ. Có đâu chọn màu. Dạ. Rồi còn nếu mà xài lo Bluetooth á thì mình sẽ kết nối với điện thoại, hoặc là chị có điện thoại chị chụp kết nối cũng được. Dạ. Hai cái máy là hai cái series khác nhau phải không? Vậy là phải kết nối hai cái hả? Dạ, nó là cùng tên thôi nhưng mà chị phải kết nối hai cái. Trời, vậy phải tốn hai cái điện thoại rồi ta. Sai. Để bạn đúng. Mở Bluetooth lên đúng không? Dạ. Rồi. Rồi chị vô Bluetooth đi. Chị bấm giữ vô. Bật Bluetooth lên. Rồi. Đó, BT speaker nè. Giúp nó. Đó, rồi chị bắt nhạc lên thử. Chị muốn thích bài gì chị cứ bấm bật lên thử. Bất đại bài nào cũng được. Chỉnh lớn nhỏ bằng cái lo, bằng cái nút của mình luôn. Nút của mình luôn. Thank you.
nhạc khác nó có thể lớn hơn. Chẳng hạn như nhạc trữ tình hay là nhạc cái này vô cùng rồi gì là cái đó là cách xài lo. Còn nếu mà chị muốn bảo quản máy, ví dụ như chị ngưng xài 5, 10 ngày hay là 20 ngày gì đó, mà ngưng sử dụng thời gian dài đó, mình cứ đổ hết nước, dùng khăn giấy lau sạch bên trong, giữ khô. Vậy là nếu mà cái máy này là cũng kết nối vô là nó y gan gì đó chị, nó không vô nhưng mà nó có xóa thằng này không hay là nó giữ luôn? Nếu mà hai máy thì chị kết nối thằng này, chị kết nối thằng kia, nó vẫn giữ hai thằng luôn. Nhưng mà xài thì chỉ xài được một thằng thôi đúng không, hay là xài hai thằng được một lượt? Đâu được đâu. Tại vì em cũng chưa có kết nối được hai cái. Bây giờ thử coi. Bây giờ thử luôn coi. Rồi. Em lấy cái này cho chị thử luôn, nó có hình gì. Dạ. Đó bây giờ một cái điện thoại mà kết nối được hai cái loa, bây giờ có thể mở nhạc thử hai cái loa nó hát không? Dạ chị chưa bắt lớn lớn. Dạ một cái thôi. Tức là nó đúng. Dạ. Đúng rồi. Tức là mình chỉ hát được một cái thôi. Đầu chị tắt Bluetooth, chị mở Bluetooth lại là tự động nó kết nối lại cái này. Dạ, rồi chị bắt nhạc lại thử. Là nó kết nối tự động lại, tại vì em đã rút điện cái này rồi. Chắc không thể một cái điện thoại mà kết nối được hai sóng đâu. Rồi. Nó ưu tiên thằng sau. Dạ. Nó ưu tiên cho chị kết nối thằng sau á. Dạ. Rồi. Rồi. Dạ.